chào các bạn. Hôm nay Toàn Thấy Cycle hướng dẫn cho các bạn cách lựa chọn một cái chiếc xe phù hợp cho cái nhu cầu mục đích sử dụng của các bạn. Như các bạn biết thì hiện tại thì tất cả các thương hiệu xe thì nó đều phân ra làm ba dòng xe chính, đó là dòng on-road, x-road và off-road. Có một số dòng xe bổ trợ như là dòng city bike hoặc là dòng hybrid bike hoặc là những dòng xe gấp hoặc là một số dòng xe phổ thông thông dụng dùng cho các bạn sử dụng trong việc là đi học. Để sử dụng được một cái chiếc xe đúng cái nhu cầu và mục đích sử dụng của các bạn như trong việc tập thể dục hoặc là trong việc sử dụng đi làm hoặc là những chuyến đi chơi dã ngoại, thì hôm nay Toàn Thắng Cycle sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lựa chọn được một cái chiếc xe nhằm đảm bảo những cái điểm tối ưu nhất khi các bạn sử dụng trong việc tập thể dục hoặc là đi làm. Mình sẽ nói sơ qua về cái dòng xe MTB. Thì đa phần thì các bạn vào một cái shop xe đạp thì có rất là nhiều cái dòng xe, nhưng sử dụng đúng theo cái nhu cầu của các bạn thì chúng ta rất là khó lựa chọn. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lựa chọn được một cái chiếc xe phù hợp. Về dòng mountain bike thì dòng này được gọi là dòng leo núi, hoặc người cách khác cũng gọi là dòng xe địa hình. Hầu hết thì đa phần các bạn sử dụng trong việc đi tập thể dục. Thì dòng mountain bike này thì hầu hết là 10 người thì hết là 7 hoặc 8 người là sử dụng dòng mountain bike này. Một số cái ưu điểm về cái dòng xe mountain bike các bạn dễ dàng sử dụng, đó là về khung sườn thì nó sẽ rất là to nhưng rắn chắc và khỏe. Nó có một cây giảm sóc trước. Cây giảm sóc trước này nó sẽ lóc nhúng hoặc là không nhúng. Các bạn đi trong những cái loại địa hình mà hầm hố hoặc là ổ gà thì chúng ta sử dụng cái lốc nhúng này nó sẽ đạt hiệu quả cao hơn so với những dòng touring. Bề mặt gai lốp của dòng mountain bike thì nó to và có rất là nhiều gai, nên là các bạn sử dụng là đi trên đoạn đường là bùng lầy thì dòng mountain bike này nó đáp ứng được cái nhu cầu là bám đường và nó không bị trơn trượt. Đây là dòng xe đốt cháy năng lượng calo cao hơn so với những dòng xe khác. Nó cũng có bộ truyền động trước và sau tùy theo cấu hình xe và cái giá tiền của cái chiếc xe, nên là cấu hình xe nó sẽ cao hoặc là thấp. Bộ đốt xét của đi theo xe nó sẽ vượt trội hơn hẳn so với những cái dòng khác. Đó là tùy theo túi tiền của bạn khi bạn lựa chọn. Các bạn cũng dễ dàng là gắn một số những cái linh phụ kiện đi kèm theo xe nhằm đáp ứng được cái tính an toàn hoặc là những cái phụ kiện khác kèm theo như là giá bình nước hoặc là đèn trước, đèn sau, túi khung hoặc là những cái phụ kiện trang phục đi kèm theo các bạn như mũ bảo hiểm. Đó là những về ưu điểm về dòng xe mountain bike, nhưng bù lại thì dòng mountain bike nó cũng có được những cái nhược điểm như dòng mountain bike này tốc độ đạp trung bình của nó từ 25 cho đến 30 khi bạn sử dụng trong đường thành phố. Đối với đi đường trường thì dòng mountain bike này thì hiếm có người sử dụng tại vì tốc độ đạp của nó không cao. Thứ hai nữa là bề mặt gai lốp của nó to và đường kính nhỏ, đa phần là 26 cho đến 27.5 thì các bạn đạp nó rất là nặng nề so với dòng touring hoặc là dòng off-road. Dòng thứ hai mình sẽ nói đến cho các bạn đó là dòng touring, người ta còn gọi là dòng x-road. Dòng touring này thì nó sẽ chia ra làm hai loại, một loại đi phanh đĩa dầu và một loại đi phanh ve. Đối với dòng touring thì nó sẽ có một cái ưu điểm, đó là đường kính về 700 thì nó cho ra cho các bạn tốc độ đạp nó sẽ nhanh hơn so với dòng mountain bike. Đối với dòng xe mà nó đi thắng đĩa thì nhìn nó sẽ thể thao hơn, và khi các bạn gặp sự cố phanh gấp thì cái dòng thắng đĩa này nó sẽ mang tính an toàn cao hơn so với dòng phanh ve. Dòng touring này các bạn đa phần sử dụng là trong việc là đi đường bằng phẳng, đường không có nhấp nhô ổ gà hoặc là đường hầm hố. Tại vì sử dụng phục đơ nên là khi các bạn sử dụng thì cái phục này nó không có nhúng lên nhúng xuống,
nhưng có cái nhược điểm bù lại khi các bạn qua những cái đoạn đường ổ gà hoặc là đoạn đường mà nó có nhiều hòm hố thì con phượt này nó rất là tưng, bong lóc và nó sẽ sốc hơn nhiều so với dòng mountain bike. Dòng touring khi các bạn lắp lên về chân bùng và ba ga sau thì sẽ được gọi là dòng city bike. Thì đối với những các bạn mà đi những chuyến đi đường dài hoặc là việc giả đi vùng ngoại ô thì các bạn nên sử dụng trong việc là đèo hàng hoặc là chở đồ. Đa phần thì dòng touring và dòng city bike thì sử dụng vừa tập thể dục vừa đi làm nhiều hơn so với dòng mountain bike. Cũng tùy theo cái giá thành của chiếc xe và cấu hình xe thì bộ rúp xét đi theo xe nó sẽ cao cấp hoặc là ở cấp bậc thấp tùy theo cấu hình xe của các bạn lựa chọn. Và nó cũng có đủ size cho các bạn khi các bạn phù hợp cho các bạn. Bề mặt gai lốp của dòng touring và dòng city bike thì đa phần là 700 x 28 x 32 và lốp nó là lốp có gai thì các bạn sử dụng trong việc đi đường trường hoặc là đường hỗn hợp cũng rất là tối ưu. Dòng thứ ba mình sẽ nói đến đó là dòng Allroad, đây là dòng tay công để dành cho những người chuyên đi đường trường. Dòng này thì nó không thích hợp lắm cho một số người có dị tật về đau lưng hoặc là khó cuộc sống, khó đệm. Dòng này thì sử dụng chuyên về tốc độ nên cái lốp của nó đa phần thì sẽ không có gai, gọi là lốp trơn, đi phục đơ. Đối với dòng Allroad thì tốc độ đạp của dòng Allroad nó sẽ rất là cao, cho nên một số bạn sử dụng trong việc là đi trong thành phố hoặc là những cái đoạn đường ngắn tầm cỡ 20 đến 30 cây thì dòng Allroad này nó sẽ không đạt hiệu quả cao hơn so với những dòng mountain bike hoặc là dòng touring. Đối với dòng Allroad thì chuyên về đi đường trường, quãng đường của nó lên tới 70 hoặc 80 và tốc độ đạp trung bình cũng là 30 cho đến 35 và tốc độ đạp tối đa là 70 hoặc là 65 km/h. Một số dòng xe khác như là dòng xe gấp, thì dòng xe gấp thì có một số loại thì nó sẽ dùng bằng xe đạp điện trợ lực. Đối với dòng xe gấp này thì sử dụng cho đại gia đình, người lớn tuổi hoặc là người nhỏ tuổi, và cũng có một số anh chị sử dụng trong việc đi công tác hoặc là đi làm. Đa phần thì dòng xe gấp kích bánh là từ 12 hoặc là 18-20 sử dụng trong cái đoạn đường ngắn và các bạn dễ dàng gấp di chuyển hoặc là mang theo, rất là tiện so với những dòng bánh lớn khác. Còn lại đây là dòng xe phổ thông thông dụng thì chuyên dành cho học sinh hoặc là sinh viên, nó sẽ có ba ga và chân bùng đi theo xe. Và một số anh chị có thể là lắp thêm cái ghế xe trẻ em dùng đỡ đèo em bé, và tải trọng maximum của dòng xe này chở em bé là tầm cỡ từ 20 cho đến 35 kg. Cũng tùy theo cái túi tiền nên là dòng phổ thông thông dụng này nó sẽ đi khung thép hoặc là khung nhôm, và bộ rúp xét nó cũng tương đương ngang với dòng mountain bike hoặc dòng touring. Và đây là cái dòng xe nó có cái ưu điểm sử dụng trong thành phố hoặc là đi đường dài hoặc là đi đường trường cũng được. Tóm lại,
là để các bạn có một chiếc xe mà đúng cái nhu cầu sử dụng mục đích của các bạn, thì các bạn hãy lưu ý là các bạn muốn chọn được một chiếc xe chuyên về tập thể dục thì các bạn nên chọn dòng mountain bike, là dòng xe địa hình. Còn các bạn sử dụng trong việc mà vừa đi làm vừa tập thể dục thì các bạn nên chọn dòng touring hoặc là dòng city bike. Còn một số bạn sẽ có thời gian nhiều hơn sử dụng trong việc là chuyên đi đường trường hoặc là đi đường bằng phẳng, thì chúng ta hãy chọn dòng on road, đó là dòng xe tay công, nó sẽ đáp ứng được nhu cầu của các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Toàn Thắng Cycle. Các bạn xin đừng quên hãy nhấn nút like, share và subscribe dưới kênh YouTube của Toàn Thắng Cycle hoặc comment ở dưới để cho đội ngũ nhân viên tư vấn cho các bạn về cách lựa chọn một cái chiếc xe sử dụng theo đúng nhu cầu và mục đích của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn với những video tiếp theo.